Chúc mừng chị mới về ạ. Cảm ơn em. Mà thời gian qua chị đi công tác nước ngoài, tình hình công ty thế nào rồi? Thời gian qua công ty hoạt động vẫn bình thường chị ạ. Chú Hà thay chị điều hành công ty rất là tốt ạ. Ừ, chị cũng rất tin tưởng chú Hà. Dù sao chú cũng đã gắn bó với công ty mình hơn 20 năm rồi. Sau khi bố chị giao lại quyền quản lý công ty cho chị, cũng đã dặn là hãy tin tưởng và hỏi ý kiến chú Hà trước khi quyết định điều gì. Dạ vâng ạ. Thế em ra ngoài đi, chị xem lại tài liệu một chút. Vâng ạ. À chị ơi, đợt này công ty mới tuyển thêm nhân sự cho các phòng rồi đấy ạ. Việc này đã thông qua chú Hà chưa? Dạ rồi ạ, chú Hà đã ký quyết định đồng ý rồi ạ. Chị biết rồi. Vâng, em xin phép ạ. Thằng kia. Dạ em chào chị ạ. Mày bị mù, bị câm, bị điếc hay sao mà không thấy tao tới hả? Dạ em đang dắt xe nên em không để ý ạ. Còn đứng đấy làm gì nữa, mau dắt xe tao vào đi. Vâng ạ. Thảo. Ừ, tôi đây. Đi lấy hộ tôi cốc nước cái. Cậu đi mà lấy, sao lại bảo tớ? Mày nói cái gì cơ? Làm việc cùng phòng với nhau, cậu có đủ chân đủ tay, sao không tự đi mà lấy chứ? Tớ còn làm việc của tớ. Mày được lắm. Ok. Chắc là mày chưa biết tao là ai đúng không? Cậu là ai thì cũng đừng có ức hiếp người khác quá thế chứ. Chắc là mày cay tao lắm phải không? Được thôi. Vậy thì từ ngày mai mày sẽ không còn nhìn thấy cái bản mặt tao nữa đâu. Thôi Hạnh, em nó còn trẻ nên còn bồng bột, em thông cảm cho nó nhá. Thay mặt Thảo, anh xin lỗi em. Để anh với Thảo đi lấy nước cho em nhé. Thảo, đi ra đây với anh. Em bình tĩnh, cứ ngồi xuống làm việc đi nhá. Hôm nay may cho mày đấy. Biết điều ấy thì chịu khó nghe lời đi. Hạnh nó là cháu ruột của chú Hà, giám đốc công ty mình. Em đừng có mà dây dưa vào nó, không làm mất việc như trời đấy. Nhưng mà tức không chịu được ấy. Cái gì cũng sai vặt, kể cả công việc của cô ta cũng giao cho người khác. Thì em cứ nhịn một chút, có sao đâu. Người ta có quan hệ mà. Nếu cứ như thế này, chắc em xin nghỉ việc mất. Ở đây công việc cũng tốt, lương cũng cao. Bây giờ đi ra ngoài, chắc gì đã tìm được công việc như thế. Con bé kia, nó có hơi chảnh chọe một tí, nhưng mà cũng đâu có ảnh hưởng đến công việc của mình đâu. Nghe anh, nhịn nó một tí là dễ làm việc mà. Như anh với cả mọi người trên phòng này, từ lúc nó vào biết tính nó rồi, bọn anh cứ mặc kệ là dễ làm việc ấy mà. Vâng, em biết rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao ở trên đời này lại có một loại người như cô ta nhỉ. Thì trên đời này cái quái gì chẳng có thể xảy ra. Chỉ khổ cho những người lao động thấp cổ bé họng như bọn mình thôi.
cô, tôi không cố ý. Bực mình đấy nhở? Sao bà có thể cho cái thứ dơ dáy này vào giày của tôi chứ? Bẩn hết rồi đây này. Tôi xin lỗi cô, để tôi lau giày ạ. Bà lấy cái gì lau cho tôi hả? Bà có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Cô ơi, tôi xin lỗi cô. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Từ mai bà không cần phải đi làm nữa đâu. Tôi xin cô, tôi còn phải nuôi mấy đứa con nữa. Đấy là việc của bà chứ. Bây giờ tôi sẽ nói với chú tôi, ngày mai bà không cần phải đi làm nữa đâu. Cô có làm sao không cô? Tôi mà mất việc thì tôi chết mất. Em chào chị ạ. Ừ, mọi người đâu rồi, sao em phải mang thế này? Chị phó phòng, phòng em đang cần gấp nên bắt em mang lên phòng học ngay lập tức ạ. Thế nên là em không ai bê cùng ạ. Nhưng bây giờ đang là giờ nghỉ trưa mà, sao em phải mang thế này? Em cũng không rõ nữa, chỉ biết là nếu em không đem lên thì em sẽ bị chị ấy đuổi việc ạ. Sao lại thế được? Phó phòng kinh doanh đâu có quyền đuổi người vô cớ như thế. Chị không biết đấy thôi, chị ấy là cháu của giám đốc nên chị ấy muốn đuổi ai thì chị ấy đuổi thôi ạ. Cháu giám đốc thì sao chứ? Em mới vào công ty nên em không biết. Mà chị ở phòng nào đấy ạ? À chị, à, mà thôi, để chị mang giúp em. Vâng ạ. Bảo mang cái thùng lên thôi, sao mà lâu thế hả? Tại nó nặng nên tôi... Cô im mồm đi, mau mang lên phòng cho tôi nhá. Vâng ạ. Đây có phải của em Bảo không? Vâng ạ, đi nhanh thôi chị, không bị liên lụy thì mệt lắm chị ạ. Đợi chị một chút. Này cô kia. Sao? Sao cô lại bắt cô ấy bê thùng nặng như thế này từ dưới kho lên? Chuyện của cô à? Mà cô xem vào. Việc của cô ấy đâu phải là vác đồ như thế này đâu. Nhưng tôi thích sai cô ta làm đấy, thì sao nào? Cô? Cô ta dám chống đối tôi thấy ngứa mắt, tôi sai thôi. Cô như thế là lạm dụng chức quyền đấy. Ừ, thì có sao đâu. Cô ta không làm theo tôi ý, thì cô ta bị đuổi việc thôi. Cô có quyền gì mà đuổi việc cô ấy? Tôi không có quyền, nhưng chú tôi có quyền, cô hiểu không? À, mà cô là nhân viên mới à? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhở? Tôi nói cho cô biết, muốn tồn tại ở cái công ty này ấy, thì nhất là quan hệ, nhì tiền tệ. Mà loại người như cô ấy thì làm gì có hai thứ đấy. Tốt nhất là nên câm miệng và đừng bao giờ xem vào chuyện của người khác. Cô hơi phách lối quá rồi đấy. Đừng tưởng làm cháu của chú Hà thì muốn làm gì cũng được. Tôi cứ thích thế đấy. Thì sao nào? Em ra đồ tịch ạ. Xe đến rồi ạ. Ừ, chị biết rồi, đợi chị một chút. Chủ tịch. À, đúng rồi. Đây là chủ tịch của tập đoàn FM. Hai đứa mới vào chắc không biết. Chị ấy đi nước ngoài 2 tháng mới về. Cô nghe rõ rồi chứ? Dạ. Cô nói để tồn tại ở công ty này thì nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Và cô có cả hai thứ đấy đúng không? Nhưng công ty chúng tôi không cần hai thứ đó. Nên từ ngày mai cô có thể nghỉ làm. Chị, em xin lỗi. Tại em không biết chị là chủ tịch ạ. Cô im đi. Nếu tôi không phải là chủ tịch mà chỉ là một đứa nhân viên thì cô có xin lỗi tôi không? Hay lại bắt tôi phải phục tùng cô? Dạ, em không dám thế đâu ạ. Tôi nói cho cô biết, chú Hà là một người tôi rất quý trọng. Nhưng cũng đừng vì thế mà cô muốn tác oai tác quái gì cũng được. Nếu cô nể mặt chú Hà thì ngày mai hãy nộp đơn xin nghỉ việc. Còn em, từ mai có thể yên tâm đi làm rồi nhá. Đi thôi em. Được.
Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem tập phim vừa rồi của bọn mình. Thì bộ phim vừa rồi nó mang thông điệp cũng như là rất nhiều bộ phim khác thôi. Đúng là chúng ta đừng nên đánh giá một người nào đấy về ngoài, những bộ quần áo, những cái xe họ đi hay là những cái món ăn họ ăn. Mà chúng ta, giá trị của con người nó nằm ở bên trong của chúng ta ấy, là cách đối nhân xử thế này, cách sống như thế nào. Thì hy vọng bộ phim này sẽ mang lại những cái thông điệp giá trị cho mọi người. Em có ý kiến gì? Em thì mong là các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình để mình ra tiếp rất nhiều bộ phim mang ý nghĩa dành cho cuộc sống và những bài học rút ra sau những bộ phim. Nhưng mà bạn có nhận không? Hạnh bay đến tập phim rồi mà bạn không rút ra được bài học nào cả. Đây là cô gái mà gần 140 tập phim mà không rút ra được bài học được. Em rút ra bài học được không? Được không? Lúc nào lần nào em cũng không rút ra được đấy. Em nghĩ là trong các bộ phim thì sắp tới em sẽ vẫn không rút ra được bài học đâu. Tại sao? Em phải rút ra bài học đi chứ. Đấy là trong bộ phim đấy, còn ngoài đời thì chắc ngoài đời thì có hơn thế. Hơn thế cái gì mà hơn thế? Em phải dùng Cohino đi để nó bớt khẩu nghiệp đi. Đúng rồi. Cái này trị được vi khuẩn rồi, trị được khẩu nghiệp và thôi đi vào nhà đi, xúc miệng đi thôi. Xúc miệng đi nhá. Nói chung là con bé này không bao giờ rút được bài học nhỉ, chỉ có anh em mình mới là người tốt thôi. Anh em mình xúc miệng nó phải khác đi anh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hy vọng là tới bọn mình sẽ trở lại với những tác phẩm hay hơn. Thì trong vòng thời gian tới thì mình sẽ có những bộ phim nó dài hơi hơn, cũng như là những bộ phim nó mang nhiều ý nghĩa khác, cũng như là những loại thể loại phim khác. Nó không như là đừng xưng người khác nữa mà rất là nhiều thể loại phim khác nữa. Thì hy vọng các bạn đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.